và tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn sản phẩm của siêu thị điện MHC. Nếu như các bạn đang lo lắng về cặn nước giặt, cặn bột giặt đang bám dính trên quần áo và gây ra mẩn ngứa dị ứng cho các thành viên trong gia đình của mình thì các bạn đừng lo lắng nhé. Vì hiện nay công nghệ Eco Bubble được thiết kế độc quyền trên dòng máy giặt của Samsung sẽ giúp bạn được điều đó. Cỗ máy Eco Bubble độc quyền của Samsung giúp đánh tan nước giặt, bột giặt bằng sự kết hợp của khí và nước, tạo thành bong bóng siêu mịn, thẩm thấu sâu và nhanh gấp 40 lần, tiết kiệm 70% điện năng so với các máy giặt thông thường theo đo đạc và kiểm định của tổ chức VDE của Đức. Công nghệ Eco Bubble được tạo ra bởi các bước như sau. Bước 1, bong bóng siêu mịn được tạo ra từ cỗ máy Eco Bubble đứng dưới ngay lồng giặt. Bước 2, bong bóng thẩm thấu sâu vào từng sợi vải, hiệu quả gấp 40 lần so với máy giặt thông thường. Bước 3, sức mạnh bọt bong bóng siêu mịn luồn qua từng khe vải, đánh bật mọi vết bẩn từ sâu bên trong sợi vải. Mình đã giới thiệu với tất cả các bạn công nghệ giặt sạch sâu dưỡng bền lâu độc quyền của Samsung. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi theo số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc trực tiếp đến với siêu thị điện máy HC, số 354 đường Thanh Niên Kiều.